Chào các bạn, đây là ngô của mình. Bây giờ là đầu tháng 9 âm lịch và thời tiết mưa, nên mình thu hoạch về mình phải bảo quản cho nó làm sao mình nó sẽ không bị mốc, không bị mọc mầm nhé các bạn. Bây giờ các bạn hãy bóc cho mình, nhưng các bạn đừng có bóc hết nhé, các bạn bỏ bớt một lớp vỏ ngoài như thế này thôi, xong các bạn hãy bóc được xong. Các bạn để một lớp cái vỏ như thế này. Đó. Các bạn để như này cho mình nhé. Và khi các bạn đã bóc được như thế này rồi thì các bạn hãy túm vào, các bạn buộc như này cho mình nhé. Các bạn hãy để ít nhất là 4 cái, mà không thì các bạn cho mình 6 cái. 6 chiếc ngô như thế này. Và các bạn buộc túm lên cho mình nhé. Các bạn dùng dây cũng được và là tre cũng được. Các bạn buộc túm thế này, cuốn thế này, và các bạn hãy gập cái đầu này xuống. Tại sao phải gập cái đầu này xuống? Bởi vì là khi các bạn buộc là cái dây bẹ của nó vẫn còn tươi ấy, thì các bạn rít không làm sao mà chặt được, thì các bạn gập xuống như thế này cho mình. Thế xong rồi là kể cả sau này các bạn phơi nó khô, nó có lỏng chăng nữa thì nó cũng không thể tuột được. Mà tại sao mình nói là các bạn buộc 4 cái hoặc 6 cái? Nếu như 4 cái thì các bạn hãy chia đều ra mỗi bên, các bạn treo lên xào nhé. Mỗi bên 2 cái thì nó cân, hoặc 6 cái thì mỗi bên 3 cái thì nó cân, thì là nó sẽ không bị tuột, nó không sọc sạch, không bị tuột nhé các bạn. Và đây mình cho các bạn xem, mình đã buộc rồi đây. Đó. Đó. Đấy, to cái nhỏ mình đã buộc lên đây nhé. Đó các bạn, và các bạn hãy dùng một cái xào tre như thế này, các bạn buộc chắc treo nó lên gần mái nhà không sao cả. Đó, đây là của mình treo lên cái lán đấy. Và các bạn xem này, mình cứ buộc 3 cái xong rồi mình chia đều ra hai bên. Đó, mỗi bên 6 cái, mỗi bên là 3 cái thì nó sẽ ở chính giữa, nó sẽ không bị sọc sạch, không bao giờ lo là nó bị rơi nhé các bạn. Và đây các bạn nhìn, khi mình để như thế này á, thì các bạn có để hàng mấy tháng rồi, các bạn không phải lo gì là sợ nó mốc hay nó lên mầm, kể cả mưa rào hàng tháng các bạn nhé, mưa hàng tháng các bạn cũng không phải lo gì luôn. Đó, bạn xem không? Và đến khi ngô của chúng ta phơi ở đây, kể cả trời nắng các bạn cũng không phải thu, trời mưa các bạn cũng không phải thu. Nên các bạn cứ để thế này, thế xong đến lúc mà nó, kể cả đến lúc nó khô đi rồi, các bạn có thể tách hạt ra cái là chúng ta mang đi cho vào máy xay máy sát luôn, hay hoặc là các bạn cho gà ăn luôn, không sao hết cả. Mà các bạn để đây để thoải mái luôn, nó không bị mốc này, không bị mọc mầm này, mà cũng không bị mọt đâu các bạn ạ. Khi chúng ta phơi khô sẽ không bị mọt đâu nhé các bạn. Và cái cách này như nhà mình là mình thường hay áp dụng trong cái thời tiết mưa dầm gió bấc này. Nếu như mà trời nắng thì không sao các bạn ạ. Trời nắng thì các bạn làm như thế này thì các bạn phơi xong rồi xách ra xách vào nó cũng dễ. Hoặc là các bạn bóc trần bóc trụi ra, bóc không để một tí bẹ nào, xong các bạn đổ phơi cả bắp. Thế xong lúc các bạn hãy
tách vỏ ra thì tách hạt ra thì các bạn phơi hạt thì không sao, hoặc là các bạn trời nắng thì các bạn đắp đống vào, các bạn phơi khoảng độ 5-7 nắng không sao. Nhưng mà nếu như mà trời mưa này mà các bạn mà cứ để chất đống vào thì là nó sẽ mọc mầm ngay, nó sẽ hỏng để ngô của mình và ảnh hưởng đến chất lượng ngô của mình. Thì các bạn cứ treo như này cho mình. Nếu như các bạn mà không có ở không gian ở trong nhà thế này á thì các bạn hãy làm sàn nó ra ngoài trời ấy. Làm sàn ra ngoài giữa trời thì các bạn làm đấy, xong rồi các bạn treo lên cũng từng sàn như thế này, xong rồi các bạn trời mưa thì các bạn lấy cái bạt, bây giờ mua bạt nó cũng sẵn lắm các bạn ạ, xong các bạn che phủ nó tránh mưa, còn khi nào nắng thì các bạn lại mở nó ra thì cái đấy cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà như nhà mình đây, mình có cái lán trong này nên là mình phơi luôn nó ở trong cái này nhá, nắng mưa mặc kệ, coi như mình phơi luôn, trời mưa cũng phơi mà trời nắng cũng phơi nha các bạn. Rất là đơn giản phải không các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công trong cách mình bảo quản nông sản. Làm ra được hạt nông sản đã khó rồi, nhưng mà cách mà chúng ta bảo quản được nó đúng cách, không bị lãng phí, không bị hư hỏng thì càng khó hơn. Đây là một cái mẹo vặt của nông thôn mình đó. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.